Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với Sailor Family, lính Mỹ gốc Việt các bạn. Thì rất vui là được gặp lại các bạn. Trong video lần trước mình có giới thiệu với các bạn về cái hệ thống solar panel, hệ thống điện mặt trời của mình, tự mình tạo ra nguồn điện để mà mình có thể hấp thụ được, để mình có thể tự sử dụng trong những ngày mà nắng nóng, mùa đông thì ít điện hơn nhưng mà cũng có thể tự sử dụng được. Thì các bạn hỏi mình là cái hệ thống này tốn tổng cộng là bao nhiêu tiền, thì mình chỉ thấy là càng lúc thì nó càng mắc tiền, tại vì mình càng chơi với nó, mình càng spend time, mình học hỏi nhiều và mình upgrade cái hệ thống của mình lên, mình nâng cấp cái hệ thống mình lên, mình thấy càng lúc mình càng tốn thêm tiền các bạn. Thì như cái tiêu đề các bạn đã thấy rồi, thì hiện giờ là mình tốn là khoảng gần 4.000 đô cho cái hệ thống điện năng lượng mặt trời của mình các bạn. Thì không biết là bao giờ mới lấy lại vốn. Trung bình tính ra là mình nghĩ là cũng phải là 5 năm, hơn từ 5 năm cho đến 10 năm mình mới có thể lấy lại vốn các bạn. Nhưng mà tại sao mình lại rất hứng thú để mà mình xây dựng cái hệ thống điện mặt trời như vậy? Mình học hỏi được rất nhiều, học hỏi được thêm rất nhiều về cái mà các công thức tính toán về điện, nó giúp ích cho cái công việc của mình là kỹ thuật viên điện tử ở trong Hải quân của Hoa Kỳ các bạn. Ngoài ra thì các bạn thấy là có những ngày ở California này nắng nóng cực kỳ nóng các bạn, có thể là bị cúp điện bất chợt bất cứ lúc nào luôn. Thì những lúc như vậy các bạn, trong nhà thì nóng mà điện thì không có, thì mình cho dù là hệ thống điện quốc gia có bị cắt đi nữa thì mình vẫn có điện riêng để mà mình tự mình xài nha các bạn. Hệ thống điện của mình không có nối với hệ thống điện lưới của nhà cung cấp điện. Những người mà có solar panel mà nối trực tiếp vào hệ thống của nhà cung cấp điện thì khi mà bị mất điện, khi mà người ta cắt điện thì nhà đó cũng không có điện, tại vì người ta không có muốn điện chạy ngược vô trong. Khi mà bạn bán điện, người ta không muốn bạn chạy ngược điện vô trong để mà gây nguy hiểm lúc mà điện nó mở lên lại. Nên mình sẽ giới thiệu từng phần cho các bạn coi trước mắt đây để mình show cho các bạn coi từng cái thành phần, từng cái bao nhiêu tiền, nó mua ở đâu và mình đã mua cái bộ phận đó ở đâu thì các bạn có thể mua được nhiều hơn không. Mình chỉ hy vọng là các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình mắc rất là nhiều cái lỗi khi mà mình xây cái hệ thống điện năng lượng mặt trời như vậy. Nếu mà mình phải làm lại thì mình sẽ không có phải tốn nhiều tiền như vậy, mà mình có thể là mình go thẳng với lại một số dụng cụ hoặc là một số phần mà mình không phải mua đi rồi bán rẻ lại. Hy vọng là các bạn sẽ tránh được những cái lỗi lầm như là mình đã mắc phải. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi từng bộ phận là bao nhiêu tiền nha các bạn. Trong cái video lần trước khi mà mình giới thiệu với các bạn về cái hệ thống solar panel của mình á, thì lúc đó mình chỉ mới là thử nghiệm coi nó có hiệu quả hay không. Mình thử các cái điện năng, battery, các cái bảng solar panel. Thành ra lúc đó các bạn nhớ là mình để nó ở dưới đất như thế này không? Đó, giờ thì mình dẹp nó lên rồi. Bây giờ mình nâng cái, sau khi mà mình thử nghiệm thành công thì mình thấy là mình phải nâng nó lên cao. Và các bạn thấy không, mình build một cái shed, một cái cover để mà mình nâng cái solar panel của mình lên trên cao, và đồng thời cũng là tạo một cái chỗ râm mát ngồi những lúc mà buổi trưa hè như vậy. Thì đây, nâng lên như vậy thì đều được hai cái hiệu quả các bạn. Vừa để che nắng lúc mà buổi chiều nắng đỡ nóng vô trong cái cửa sổ chính của nhà mình, mà nó vừa hấp thụ điện năng nhiều hơn đó. Giờ mình lên trên nóc nhà cho các bạn coi cái hệ thống này của mình. Và đây là cái hệ thống điện năng lượng của mặt trời của mình, nhìn từ trên cao xuống các bạn. Đây, thì khi mà mình để trên cao như vậy á, mình sẽ hứng được ánh nắng mặt trời. Tại hồi xưa lúc mà mình để dưới thấp á các bạn, bị cái mái nhà này nó che, thành ra là chỉ để điện chỉ có hiệu quả là từ nắng mà đầy mặt trời như vậy, chỉ có hiệu quả là từ lúc mà khoảng 11 giờ rưỡi trưa cho đến sau 4-5 giờ chiều thôi. Bây giờ mình để lên cao thì nắng sớm là mình đã lấy được từ 8 giờ sáng rồi các bạn, thành ra mình có nhiều thời gian để mà hấp thụ điện nhiều hơn.
Ok các bạn, đầu tiên là phải kể về cái để mà tạo được điện năng lượng mặt trời, các bạn phải có những cái bảng điện năng lượng mặt trời, nó gọi là solar panel. Mình cứ bị mistake cái này. Đây các bạn thấy thì những cái tấm bảng điện năng lượng mặt trời này là bảng điện cũng cỡ lớn, 200W mỗi cái tấm nha bạn. Mình có 3 tấm tổng cộng là 660W, 600W. Maximum công suất của nó là 660W như nhà sản xuất đã ghi. Nhưng mà hiện giờ thì mình hiện giờ thì ngay cảnh lúc mà nắng nóng nhất như thế này á, thì mình chỉ thấy được đó là mỗi giờ mình đẩy ra khoảng được là khoảng chừng là 550W cho tới 500W cho tới 550W thôi, chứ không có được mà 600W hoặc là 660W như là cái những cái thông số kỹ thuật của cái bảng điện năng lượng mặt trời này. Thì cái đó là cũng đúng hơn các bạn, tại vì cái nó có một bên đó là lý thuyết, một bên là thực tế. Các bạn phải tính thêm cái hệ thống đường dây dẫn vô nhà, rồi cái cách nối là bạn nối điện trực tiếp hoặc là bạn nối điện solar parallel, và ngoài ra là cái hệ thống pin năng lượng, pin dự trữ của bạn nó hấp thụ, và nó, cái hệ thống mà charge controller của bạn nó chuyển hóa như thế nào nữa. Thì thành ra là 550 cho trên 600W thì mình thấy cái đó là khoảng từ 90 đến 95%, như vậy là rất là tốt rồi các bạn. Ok, thì cái này mình mua ở Costco nha các bạn. Nguyên một cái hệ set của nó thì mình mua là $1,000. Thì gồm có cái bảng này với lại một cái inverter dùng để chuyển hóa điện từ cái cục battery chuyển qua bên điện nhà 110V để mình xài. Nhưng nếu mà bạn muốn mua lẻ cái này thì Amazon với lại Home Depot hay Lowe's có bán khoảng chừng là trung bình nó là 200 đô, khoảng cứ 1W là một đô. Các bạn có thể mua những cái bảng điện rẻ hơn từ Trung Quốc, nhưng mà nó sẽ đưa ship, thời gian di chuyển vận chuyển nó sẽ lâu hơn một chút. Thì mình thấy rẻ nhất là khoảng chừng là 50 cent trên 1W. Thì với 600W này các bạn tốn chừng khoảng 300 đô. Thì mình tốn mình mua ở Costco thì cái nguyên cái bộ này của mình là 1,000 đô chưa tính thuế. Bây giờ mình tính rời từng phần ra, rồi xíu nữa mình cộng thuế vô cho các bạn coi là biết là mình mua bao nhiêu tiền. Cái này cộng thêm cái inverter của mình là 999 đô, là xem như 1,000 đô nha các bạn. Ok các bạn, thì sau khi mà cái bảng solar panel hấp thụ điện thì các bạn đi vô trong nhà, thì đây là cái hệ thống của mình ở ngay đây. Các bạn thấy ở đây mình có con robot, có con robot hồi xưa mình học lúc mà mình xài điện kia, mình tiết kiệm điện, mình cho nó nghỉ hưu, bây giờ dư điện nhiều quá mình mới lấy ra xài, chứ lúc kia toàn lấy chổi, tự lấy chổi quét nhà không à các bạn. Đây, show cho các bạn coi. Boom. Cái bộ phận thứ hai á trong cái hệ thống điện mặt trời này á các bạn là cái charge controller này đây. Không biết các bạn thấy rõ, nó hơi tối, nhưng mà để mình kéo nó ra chút xíu cho các bạn coi. Đây, thì cái charge controller này là hiệu Renogy MPTT. Cái này là 100 mình mua on sale ở Lowe's, rồi thêm military discount này nọ. Nhưng mà giá nếu mà bạn mà bất cứ mà bạn có thể lên Amazon, mình để link cho các bạn coi, thì giá hiện giờ là khoảng chừng 140 đô. Nếu mà không on sale. Đây. Đây thì cái bộ set của này, cái inverter này chung với lại cái charge controller này cũ của Costco thì đi chung với cái cũ mình mà dục rồi hôm bữa mình có ấy ra. Mình có show cho các bạn coi màu trắng. Thì cái đó là cái loại giỏm, nó chạc không có được nhiều điện, mình mới đổi qua MPPT này. Đó, thì nguyên set của nó là 1,000 đô. Thì cộng thêm cái này là 150 đô của mình nữa các bạn. Ok. Quan trọng để mà khi các bạn sản xuất điện là các bạn phải trữ điện. Đây là dành cho những người mà thí dụ như các bạn đi RV, các bạn ở trong rừng, các bạn tự xây những cái nhà nhỏ nhỏ, cái gọi cabin đồ, thì các bạn phải trữ điện lại để dành. Ví dụ như bây giờ mà có cúp điện ở Cali đi nữa, mình vẫn có điện mình xài các bạn.
Thì trong cái video trước mình có show cho các bạn coi á, thì mình có hai cái cục battery này, X2 Power của mình. Đây, hai cục này là AGM battery nha các bạn. AGM battery á, thì nó là một loại lead acid, nhưng mà nó seal lại, thành ra là nó sẽ an toàn hơn. Nếu mà các bạn dùng cái loại mà battery mà cái loại mà lead acid nó rẻ, thì các bạn cái đó các bạn phải có maintenance, các bạn bảo trì, các bạn phải châm nước vô khi mà nước nó cạn, nó hụt. Cái này thì nó bịt lại, bịt kín mít lại, thành ra khi mà chạc như vậy á, nó không có tạo ra những cái khí hydrogen. Cái khí đó khi mà nó sạc mà nóng quá nó tạo ra thì nó tích lũy mà nó không có thoáng á, nó rất là dễ nổ. Còn siêu á thì nó an toàn hơn cái chỗ đó, cho nên mình mới để nó trong nhà được, chứ không thôi là nếu mà cái này mà là lại lead acid thường là mình phải để nó ở ngoài sân, chứ không có để trong nhà như thế này được. Thì mình á thì mình cái Mac Mistake là mình mua cái cục này, mà mình video sau mình sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao là mình mắc cái lỗi như vậy. Ok, thì hai cái cục này là 100 amp hour mỗi cục, 100 amp hour, 100 hour. Và đây là cái cục mới, battery mới, lithium battery, mình mua hiệu của Ampere Time, mình sẽ để cái link cho các bạn coi. Thì mình mới vừa mua ở chơi 300 amp hour các bạn. 300 amp hour. Thì cái cục này mình mới vừa mua tuần trước ở trên Amazon với giá là 1.300 đô chưa tính thuế nha các bạn. Đó. Thì hồi nãy mình nói với các bạn bộ kia là 1.000 đô, cục này là 450 đô, mình 430 đô mình mua ở Battery Plus, hai cái là 860. Đúng không? 860. Cái này là 1.000 là xem như là gần 2.000 đô, cái này 1.300 đô cộng thuế là ra 1.500 đô. Đó. Là xem như là gần 3.500 đô rồi các bạn. Và hiện giờ thì mình đang xài cái inverter này kim để mà chuyển điện từ battery, các bạn thấy không, mình chuyển điện từ battery chuyển qua. Thì cái inverter này chỉ được có 2.000W thôi, thì nó chạy vừa đủ cái watt của mình, với lại cái mà air, cái máy lạnh nhỏ nhỏ mà mình có cái máy lạnh mình muốn xài loại bự hơn, cho nên hiện giờ mình đang order thêm một cái 3000W inverter của Renogy, nó mới on sale cái July 4 này là giá là 332 đô với military discount, thành ra là xuống dưới 300 đô cộng thuế, thành ra là khoảng 330 đô nữa. Right. Ngoài ra thì các bạn thấy linh tinh như là dây nhợ, cable đồ, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách đấu dây như thế nào để hiệu quả nhất, và dây điện để mà đưa đi khắp nhà để mà xài cái đó. Thì tổng ra hết mình tính là cái bộ pin năng lượng mặt trời này của mình là 4.000 đô tổng cộng các bạn. Thì bây giờ là nếu mà mình không có làm gì thêm thì mình sẽ xài được điện nhiều. Thì như mình nói với các bạn, một ngày mình push out từ cái bảng năng lượng mặt trời là khoảng 500W vào cái lúc mà nắng nóng, thực nóng nhất. Mấy bữa nay mình đo thì một ngày mình push out là từ khoảng 3kW cho đến 4kW một ngày. Thì so với lại cái giá tiền điện ở California hiện giờ, mỗi giá tiền điện là 0.3, tức là 30 cent. Ok, cộng thêm cái phí rồi tax rồi cái giống quái, cái power generation gì đó, thì mỗi cái kilowatt điện như vậy là hiện giờ ở năm 2021 là khoảng 0.4 cent một kilowatt. Thì 4.000 đô thì một ngày mình tạo ra được là khoảng 4 watt đi các bạn, nhân cho 100 là 400, nhân 3 lần lên là 1.200, thành ra là mình tính là khoảng 5-6 năm mình mới lấy lại vốn các bạn. Nhưng mà như mình nói, cái đây là cái chế độ đảm bảo, giờ mà có cúp điện ở Cali đi nữa mình vẫn có điện để mình xài. Nhưng mình thấy được cái niềm vui khi mà mình tìm tòi học hỏi về cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này, cho nên mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Ok các bạn, mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình sẽ làm thêm nhiều video giải thích thêm những cái mà mình hiểu biết về cái
trên cái con đường mà tìm tòi học hỏi này. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye các bạn.